Em chọn ra đây 4 chậu, anh ưng chậu nào thì để em gửi. Chậu nào cũng đang có nụ hết ạ. Như chậu này thì có nụ to ạ. Chậu này thì là ti 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 ti, mấy cái nụ nhỏ ạ. Đây ạ. Các cái này là nụ đấy ạ. Đây ạ. Đấy, cái cây cây chậu bé này thì nó có một cái đoạn thoát thân này. Sau đấy thì nó mới chẽ cành, chẽ nhánh ra này. Đấy, cây này mà ít nữa mà nuôi lên thành cái cây thì to thì nó khá đẹp vì nó có cái gốc đẹp. Còn đây ạ, là hai cây bụi ạ. Hai cây bụi thì nó sẽ bao giờ nó cũng sẽ to hơn là những cái cây thoát thân. Đây. Cây này thì là nó có nụ bé đấy ạ. Đây ạ, cây này nụ đây ạ. Nụ đây ạ. Đấy. Anh ưng chậu nào thì anh báo em gửi chính xác cái chậu đấy. Thích to thì lấy hai chậu này ạ. Thích thoát thân thì lấy hai chậu bé này. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây dạ hợp hay còn gọi là cây hoa trứng gà, trong miền Nam gọi là cây hoa trứng gà, thì vui lòng alo ạ, 0977973535 ạ. Cảm ơn bạn nhiều ạ.